Xin chào các bác, xin chào các bạn. Cảm ơn các bác và cảm ơn các bạn đã xem video này của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với các bạn, với các bác một sản phẩm tiếp theo của chúng tôi. Đó chính là rượu tín khẩn, hay còn gọi là thảo dược tín khẩn. Tín khẩn theo tiếng Hơ Mông có nghĩa là dựng lên, là một loại rượu bí truyền của người Hơ Mông ở Mường Lạn, Sốp Cộp, Sơn La. Rượu tín khẩn có tác dụng kích thích tình dục, nâng cao năng lực mạnh mẽ của đàn ông, là một dược liệu đặc biệt của vùng Tây Bắc. Rượu tín khẩn thì thông thường gồm có 7 thành phần chính như sau. Một là tín khẩn là cái rễ cây tín khẩn, còn kinh thì cũng không biết dịch ra thì lấy là nguyên là từ tín khẩn thôi. Thì có tác dụng là điều trị loãng xương, đau nhức xương khớp, đau lưng mỏi gối, làm mạnh gân cốt. Hai là cái quả chí chôn chua hay còn gọi là na rừng, có các cái múi lồi ra hoặc là một số quả có cái múi lõm vào, là một loại cái dây leo sống dựa vào cây cổ thụ. Có cái tác dụng chính là bổ máu, chủ trị phong thấp, chứng mất ngủ, hồi hộp. Tiếp theo nữa là cái dây cu trừ ma, có nơi là cưu trừ ma, là một loại dãy bò dưới đất, nó tựa như củ ba kích nhưng có cái màu xanh. Nó có tác dụng bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, điều hòa khí huyết. Một thảo dược nữa có tên là vương bất lưu hành hay còn gọi là châu cổ, là chủ trị là liệt dương, mộng tinh, di tinh. Một loại rễ cây nữa là cây sừng châu, có cái tác dụng là giải độc, trị đau nhức xương khớp, đau lưng mỏi gối. Một loại nữa là cổ bình tinh, nó giống như cái cây giấy nhưng mà cao chừng 20 đến 25 cm. Cây này thì lấy củ mang về thái nhỏ rồi cho rượu ngâm. Ngoài ra thì còn có một số các loại rượu, một số các loại thảo dược khác như là lá cây cơm nếp, rễ cây nhà, cây la tiên, đến toàn bộ là theo tiếng dân tộc. Đây là một cái bình rượu rất là quý, uống rất là tốt. Thì có thể là một số bác thì chưa từng sử dụng nhưng nó cũng đã được mệnh danh là Ama Công của miền Tây Bắc. Các bác có nhu cầu thì xin liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại đang hiện trên màn hình 0932 340 345. Rượu này có tác dụng là bổ dương rất tốt và tăng cường sức khỏe. Các bác nên sử dụng 1 đến 2 chén sau bữa ăn tối, rất là tốt cho sức khỏe. Các bác có nhu cầu nhé thì liên hệ với tôi qua số điện thoại đang hiện trên màn hình. Xin cảm ơn các bác đã xem cái video này của chúng tôi. Xin hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.